Vâng, xin kính chào quý vị đã đến với em Xuân Hùng Ô Tô trên kênh YouTube bán ô tô cũ giá rẻ. Ngày hôm nay thì em Xuân Hùng đã quay lên cho các bác một số dòng xe mà gầm cao máy thoáng, xe đời cao. Ở chiếc xe này thì nó là một chiếc xe Captiva thôi. Chiếc là Captiva đời 2008 các bác nhé. Vâng, hôm nay thì em chủ yếu quay cho các bác xem mấy chiếc bán tải. Nhà em thì bây giờ có gần chục chiếc bán tải thôi. Nhưng hiện tại chỉ có 4 chiếc ở nhà thì em quay 4 chiếc ở nhà các bác nhé. Chiếc Cap này thì đời 2008 nhé, thì máy xăng và số sàn. Bên em đang bán với giá là 240 triệu các bác nhé. Ở đây, chiếc đầu tiên là chiếc bán tải đầu tiên đây, chiếc là chiếc Ford Ranger đời 2013. Chiếc xe này thì còn khá là chất, khá đẹp các bác nhé. Biển 29 Hà Nội màu xanh xám, các bác nhé. Xe này màu là rất là độc luôn và lạ luôn, rất đẹp. Chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 400 triệu đồng thôi. 2013, số sàn và chiếc này là hai cầu các bác nhé. Hai cầu số sàn và 400 triệu đồng. Chiếc xe này còn khá đẹp về la răng nguyên bản theo xe. Lốp lát thì con này không được đẹp lắm đâu nhá, không được lắm. Về form dáng con này thì nguyên zin rồi. Tôn vỏ là mỏng dính luôn, không có bị va chạm một vết xước nào luôn. Các bác nhá. Đấy. Đặc biệt thì con này nội thất nó rất là căng mọng và đẹp luôn. Đây các bác nhá, xem nội thất này. Nội thất rất đẹp luôn. Một chiếc Ford Ranger số sàn 2013. Xe khá chất. Tất cả nội thất nguyên zin hết các bác nhá. Đây nguyên zin, kể cả ghế cũng nguyên zin luôn. Ghế nguyên zin luôn ạ các bác nhá. Số sàn. Vâng, chiếc xe này thì nó khá đẹp rồi, cho nên là một chiếc cái dòng Ford bán tải này. Ford bán tải này nó là vua của bán tải rồi, cho nên các bác cũng đã biết rất nhiều. Vậy em chỉ quay qua một lượt cho các bác thôi. Xe bao zin các bác nhá. Bao zin luôn, không đâm đụng, không ngấm nước, nội thất ngoại thất còn zin hết. Đây còn zin hết nhá. Xe được trang bị nắp thùng thấp này, rất là tiện lợi cho các bác này. Rất tiện lợi luôn. Chúng ta vẫn có thể nhìn đằng sau và nó có dáng rất là khỏe. Nếu có thắt thùng cao thì trông xe nó hơi lặng lè một chút, nhưng mà lắp thùng thấp này xe nó rất còn rất là khỏe và chúng ta có thể để đồ trong lắp thùng rất tốt luôn. Đây em mở cái lắp thùng cho các bác xem này. Đây ạ, đấy lắp thùng đây. Chiếc xe này thì đã 2013 nhưng mà chạy khá ít và gia đình không chở hàng nặng nhiều, chính vì vậy mà cái nhựa này vẫn còn đẹp, nó chưa bị xước sát, chưa bị chảy xước gì. Đó nhá, không bị chảy xước gì. Những chiếc xe là rất là đẹp như vậy và bây giờ em đang bán với giá 400 triệu các bác nhé. 400 triệu các bác là có nhu cầu mua thì liên hệ với em theo số điện thoại em sẽ ghi về màn hình nhé. Đây là chiếc Ford Ranger đời 2013. Đấy nhá, 2013 xe. Phải nói là chất luôn. Biển 29 các bác nhá. Phải nói chất luôn đấy. Và 2013 giá bán 400 triệu. Vẫn có thương lượng cho các bác được các bác nhá. Đây, bên này vẫn thương lượng cho các bác được. Cho nên các bác là có nhu cầu mua những dòng bán tải này đi thì cũng khá là đẹp. Em quay một lần nữa cái nội thất cho các bác xem để có nhớ nhìn rõ hơn. Xe số sàn nhé, 2.2 máy dầu. Xe còn gần như là nguyên bản hết. Xe biển Hà Nội cho nên là chủ đi cũng khá là giữ gìn. Nội thất cũng còn nguyên này. Trần lý nguyên bản nữa nhé. Rất đẹp luôn. Xe không phải nghĩ ngợi gì, máy dầu các nhá. Các bác yên tâm luôn. Các bác xem lại form chiếc Ford Ranger này nhé, đời 2013. Tiếp theo thì đây là một chiếc xe BT50. BT50 các bác nhá. Đấy, chiếc xe này đời 2014. Vâng, hai cầu. 2014 hai cầu luôn. Đây các bác xem form này. Nó quá đẹp luôn. BT50 số sàn. Hai cầu nhá. Chiếc này là bản nhập Thái các bác nhá. Đấy, bản nhập Thái luôn. Đấy, bản nhập Thái này. Và chiếc này thì bên em đang bán với giá là 415 triệu đồng. Đây các bác xem form này cực đẹp luôn. BT50. BT50 2014 nhá, 415 triệu đồng. Một chiếc số sàn khá là đẹp và chắc chắn. Dòng này cũng bao zin cho các bác luôn, không có đâm đụng va chạm gì. Tôn vỏ vẫn còn mỏng dính luôn nhá. Mỏng dính luôn các bác nhá, không có một va chạm gì cả. Nội thất của nó cũng khá là đẹp. Vẫn còn rất là zin. Zin luôn. Keo chỉ con này zin rồi. Những cái dòng xe này bên em sẽ cam kết cho các bác được, cam kết bằng văn bản giấy tờ luôn. Con nào bao zin là bao zin các bác nhá, zin từ con ốc một luôn. Đấy, các bác có thể là đến xem xe trực tiếp thương lượng giá được. Chiếc xe này thì được bọc một bộ ghế mới rồi, áo ghế mới rồi. Đấy, trần thì vẫn là trần thì nguyên bản. Con này thì được trang bị một cái màn hình đây, màn hình trên đây và màn hình ở trên gương này. Đấy. Số sàn máy 2.2, số sàn máy 2.2 hai cầu các bác nhá. Đây còn khá đẹp. Về nội thất chiếc xe này thì còn khá đẹp. Có ghế thì bọc mới rồi các bác nhá. Ghế cũ nó hơi sờn rồi thì
nó xấu thì bọc lại. Đấy, 2014. Rất đẹp luôn. La răng cũng là la răng lúc theo xe luôn, lốp còn khá là dày. Chiếc này cũng được trang bị lắp thùng thấp thôi, các bác nhá, lắp thùng thấp thôi. Đấy, nhìn rất là khỏe khoắn, một chiếc Mazda BT50 bên em đang bán với giá là 415 triệu đồng. Các bác nhá, 415 triệu đồng thôi. Tiếp theo thì đây là một chiếc xe Ford Ranger. Các bác nhá, Ford Ranger đời 2014 số tự động, máy dầu. Đây, lốp lắp đây, con này lốp cực đẹp và màu sơn này thì màu sơn đỏ được cực đẹp luôn các bác nhá. Ranger số tự động 2 cầu. Hai cầu luôn ạ. Ranger số tự động các bác nhá. Ok. Chiếc này thì bên em đang bán với giá là 438 triệu đồng. 438 triệu đồng một chiếc xe Ford Ranger. Số tự động máy 2.2 đời 2014 các bác nhá. Đời 2014 luôn, xe còn khá chất. Màu đỏ đun, cực đẹp luôn. La răng lúc theo xe lốp còn khá là mới. Đây, lốp khá mới, bốn quả luôn như nhau luôn. À, chiếc này thì không phải nghĩ ngợi gì rồi. Số tự động mà rất là rẻ luôn, hơn 400 triệu thôi. 430 triệu đồng thôi nhá. 430 triệu đồng thôi. Đây. Nội thất rất là đẹp sạch sẽ và nội thất thì được ghế vẫn là ghế da nguyên bản nhá. À, vẫn lý này, vẫn lý nhá. Những bọc bộ áo ghế lên và trần được trong bọc trần 3D rồi. Đấy. Xe về sẵn đi thôi. Sẵn đi thôi các bác nhá. Bao zin cho các bác, không lỗi lầm gì. Lốp đằng sau đây. Bao zin cho các bác luôn, không lỗi lầm gì. Vâng, Ford Ranger 2014 số tự động nhé. Và giá bán là 430 triệu đồng. À, vâng, tiếp theo thì em lại giới thiệu cho các bác một chiếc xe Ford Ranger nữa. Nhà em thì hiện tại bây giờ còn 4 con ở nhà, còn mấy con đang đi công vụ rồi. Chiếc Ford Ranger này là đời 2013, số sàn một cầu các bác nhé. Chiếc này còn khá là mới luôn. Thực sự là khá mới luôn. Và bên em đang bán với giá là 395 triệu đồng. 395 triệu đồng một chiếc xe Ford Ranger. Ford Ranger 2013 số sàn màu bạc. Chiếc này còn khá mới các bác nhá. Đây, đây. Không một lỗi gì đâu, không một lỗi nhỏ luôn. Quá đẹp. Em quay một vòng xung quanh cho các bác xem này. Các bác nào có nhu cầu mua chiếc cái dòng xe bán tải đời sâu lướt này nhá thì hãy alo bên em. Bên em đang có gần chục con. Từ cao đến thấp, từ 390 triệu cho đến 500, hơn 500, 600 cũng có. Đây là chiếc Ford Ranger đời 2013 số sàn tư nhân. Và chiếc này thì bên em đang bán với giá là 395 triệu đồng các bác nhá. 395 triệu đồng thôi. La răng thì theo xe nguyên bản rồi. Lốp còn khá dày thôi nhá, khá dày. Đi thoải mái luôn. À, số sàn 2.0 2.2 các bác nhá. Nội thất chiếc này cũng còn khá là đẹp luôn. Đây ạ các bác ạ. Nguyên zin hết. Các bác nhá, nguyên zin hết luôn, khá đẹp. Tất cả nguyên zin ạ. Vâng, và trần thì còn khá mới đây các bác nhìn này. Đấy, khá mới. Nội thất nguyên bản luôn. Chưa mất một cái gì. Và bên em đang bán với giá là 395 triệu đồng. 395 triệu đồng một chiếc Ford Ranger đời 2013 số sàn một cầu các bác nhá. Một cầu, xe khá chất luôn ạ. Vâng, thì em đang quay một số những cái dòng bán tải cho các bác. Các bác nào có nhu cầu mua những dòng bán tải chạy lướt thì alo cho em nhé, số điện thoại em để dưới rồi. Và các bác nào đang xem kênh của em thì không quên bấm nút đăng ký để ủng hộ em và cho em một bước like để cho em có động lực làm tốt hơn. Vâng, và em xin chào và hẹn gặp lại các bác và các video lần sau.